Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Để vận chuyển được với cái sự vận chuyển mới của Chúa. Và những gì tôi quan sát thấy là chúng ta đấy bị trói buộc rất nhiều bởi những cái ý chí. Những cái ý chí là những cái mà mình nhìn thấy, mình nghe thấy, mình được học hỏi, mình quan sát từ trước đến giờ rất nhiều, và nó trở thành một cái nếp ở trong não bộ của chúng ta, và chúng ta định hình nó phải như thế. Thì khi mà cái sự vận hành mới của Chúa đến thì chúng ta không thể chấp nhận được, và chính vì vậy mà chúng ta có thể bị lỡ. Khi dân Israel được nhận luật pháp Môi-se thì cái luật pháp đấy cũng đến từ Chúa. Nhưng đến một thời điểm khi Chúa Giê-xu đến thì cái sự vận hành mới đã bắt đầu đến rồi. Và khi Chúa Giê-xu đến thì người Israel không thích nghi được với điều đó. Họ vẫn bị mắc kẹt bởi cái luật pháp cũ. Tất cả những hình thức tôn giáo cũ thì nó đúng, nó tốt, nhưng mà nó chỉ phù hợp trong một cái giai đoạn nhất định của lịch sử thôi, chứ nó không phải là cái mà dân Israel sẽ đeo bám với cái luật pháp của Môi-se hết cái lịch sử loài người và lịch sử của đất nước Israel đâu. Nó đến từ nơi Chúa, nó tốt nhưng mà nó đúng, và nó chỉ áp dụng trong một giai đoạn lịch sử, tức là từ lúc nhận cái luật pháp đấy cho tới khi đấng Messiah đến thôi. Và khi đấng Messiah đến thì họ cần phải loại bỏ cái luật pháp Môi-se đấy với tất cả những cái nghi lễ và cái hình thức tôn giáo, vì Chúa Giê-xu đã làm trọn những cái điều đấy rồi. Nhưng mà họ không có nhận biết được điều này, và họ vẫn bị mắc kẹt và bám vào với cái niềm tin của luật pháp. Thậm chí là có những người tin Chúa Giê-xu nhưng mà họ còn cố gắng, họ tại vì họ lớn lên ở trong cái bối cảnh đấy lâu lắm rồi, từ bé đến lớn hàng nghìn năm họ quen rồi, là con trai sinh ra đến ngày thứ 8 phải làm lễ các vì, thì cuối cùng thì họ cũng lại phải nghĩ rằng thì tin Chúa Giê-xu cũng được, cũng đúng, Giê-xu cũng là đấng Mê-si-a nhưng cũng phải làm các vì, trở thành người Do Thái thì mới được cứu rỗi. Và nó cũng là một cái sự sai trái, tức là bởi vì người Israel bị mắc kẹt trong cái niềm tin. Phần lớn chúng ta là những cái gì mình đã thực hành lâu năm đó, thì nó trở thành cái nếp trong tư duy của chúng ta. Và cái điều này nó cũng thể hiện ngay từ cái cách chúng ta nấu ăn cũng thế. Quý vị sẽ thấy nhá, quý vị nấu ăn là theo kiểu của quý vị, mà ai mà nấu khác kiểu của quý vị là quý vị sẽ kêu ca ngay đó. Rồi tôi quan sát thấy này, những cái người trẻ đấy thì họ có thể thích nghi với những cái món ăn phương Tây như là pizza hay là spaghetti ấy, mì Ý rồi món hamburger. Nhưng mà những người lớn tuổi thì không thích cái đấy, họ ăn họ cảm thấy không thích. Nhưng mà những người trẻ thì họ rất thích. Người trẻ họ thích ăn những cái món sushi hay là những cái cuộn cuộn của Hàn Quốc ấy, kimbap. Nhưng mà những người lớn tuổi họ ăn họ cảm thấy không thích, chỉ ăn thử đấy chứ không phải là họ thưởng thức cái đấy. Thế thì cái vấn đề là chúng ta ăn cái gì nó không quan trọng. Tôi chỉ nói phân tích ra đây để cho anh chị em chúng ta thấy rằng là chúng ta càng sống lâu năm ấy, thì não bộ chúng ta càng bị trói buộc bởi những cái thói quen, những cái suy nghĩ cũ. Và nếu như nó hình thành cái nếp mà mình không chuẩn bị cho tâm linh của mình, cho tinh thần của mình ấy, một cái sự nhạy bén với sự vận hành của Đức Thánh Linh, thì có thể mình sẽ bị mắc kẹt khi mà luồng sinh khí mới của Chúa đến thì mình vẫn bị bỏ lại đằng sau. Cho nên rất ít người Israel đã tiếp nhận Chúa Giê-xu khi mà Ngài đến, vì họ cho rằng Giê-xu chỉ là một tiên tri chứ không phải là Đấng Cứu Thế, và họ bị bỏ lại ở đằng sau là như vậy. Chúng ta có thấy rằng là trái đất này nó vận hành, muôn loài vạn vật nó vận hành theo một chu kỳ. Nhưng bên cạnh cái chu kỳ đấy thì có những cái chúng ta không biết trước được, những điều chúng ta không lường trước được, những cái mà chúng ta không có tiên đoán được. Đó là cái thế giới vật chất, thế giới hữu hình mà chúng ta đang sống. Thế còn cái thế giới vô hình ấy, thế giới vô hình ấy thì nó cũng có những cái đặc điểm tương tự. Một trong điều mà chúng ta thấy rằng là cái thế giới vô hình đó là Chúa sẽ không có hành động theo một khuôn khổ nhất định, và Ngài sẽ vận hành với từng thời điểm, từng giai đoạn khác nhau, với từng cách thức khác nhau. Điều này có nghĩa là ngay ngày hôm nay chúng ta đang ở trong cái giai đoạn này, nhưng mà ngày mai có thể bước sang một cái giai đoạn khác.
Bây giờ tôi sẽ phân tích, tôi sẽ nói cho anh chị em những cái sự thay đổi, một số những cái sự thay đổi để chúng ta xem là mình có thích nghi được hay không. Tin lành được truyền đến Việt Nam năm 1911. Lúc đó thì Việt Nam đang ở dưới sự đô hộ của Pháp. Và người Pháp thì tôn giáo chính của họ là, anh chị em cần phải biết tất cả điều này, là Công giáo. Cho nên họ không có ủng hộ cái tin lành lắm đâu. Rồi sau 1945, rồi đến năm 1975 thì chính quyền cộng sản kiểm soát hoàn toàn đất nước, thì hội thánh lại rơi vào trong cái sự kiểm soát rất chặt chẽ và không có thể nào mà phát triển được. Kinh thánh không được in, tất cả những cái hình thức như là tặng chứng đạo đơn các thứ đều là bất hợp pháp ấy, và có thể bị công an bắt mời lên phường. Cái việc nhóm họp như thế này đều là bất hợp pháp. Và sau đó thì đến khoảng năm 1990, năm 1989, năm 1990 ấy, thì lúc đó là có một cái sự thăm viếng rất đặc biệt từ Đức Thánh Linh đến trên hội thánh ở miền Nam. Lúc đó thì chỉ có cái hội thánh CMA và có một số các hội thánh khác như là Mennonite rồi Vũ Tuần, Assembly of God cũng đã tồn tại ở Việt Nam, nhưng mà họ rất là nhỏ bé trong cái giai đoạn đó. Rồi đến năm 1989 năm 1990 thì có một cái sự thăm viếng đặc biệt từ Thánh Linh, đó là khi Thánh Linh của Chúa tuôn đổ xuống ở trên hội thánh của Chúa, và một số mục sư và một số tín đồ đã cầu nguyện tiếng lạ và đã cầu nguyện chữa lành, cầu nguyện đuổi quỷ và đã nói tiên tri. Thì cái điều đấy rất mới, chưa bao giờ người ta được nghe, chưa bao giờ được tiếp xúc. Thế cho nên là khi mà nó mới quá thì người ta không thích nghi được. Đến bây giờ chúng anh chị em ở đây, tin Chúa ở đây là chúng ta đã quen rồi. Mình đã mới vừa bước vào đạo, vừa bước vào cái hội thánh, mình đã nghe mọi người cầu nguyện tiếng lạ các thứ rồi, cho nên mình quen rồi, đã nhìn thấy anh chị em cầu nguyện đuổi quỷ, chúng ta quen. Nhưng mà cái thời kỳ đó nó trở lại năm 1989, 1990, 1991, 1992 thì hoàn toàn mới lạ. Mà thời kỳ đó internet chưa có, người ta chưa được tiếp xúc, chỉ có một số những cái nguồn từ sách vở được dịch ra tiếng Việt Nam của bên nước ngoài, và những cái nguồn sách vở đấy vẫn có làm dạng như là dịch in lậu đấy, nhưng không có được in, không có nhà xuất bản. Và anh chị em nếu khi mà cái mới nó xảy ra thì hội thánh không thích nghi được. Khi người ta không thích nghi được cái chuyện gì sẽ xảy ra, người ta sẽ loại, người ta bảo những người này bị quỷ ám, những người này theo tà giáo, và người ta đuổi những mục sư, đuổi một số những cái tín đồ đấy ra khỏi nhà thờ. Và khi bị đuổi ra khỏi nhà thờ đấy, anh chị em cố gắng nắm bắt cái điều tôi đang nói về cái sự thích nghi trong sự vận hành của Chúa đấy. Thì khi bị đuổi ra khỏi nhà thờ thì bắt đầu ta nhóm vào các tư gia. Và khi ở nhóm các quốc gia thì bị bắt bớ rất nhiều, công an chính quyền đến bắt bớ, cộng thêm với sự cộng tác của những cái những hội thánh cũ ấy, họ còn bật đèn cho bên chính quyền để bắt bớ các cái hội thánh mới được hình thành đấy. Và sau đó thì sao anh chị em biết không, họ cố gắng dập, càng dập thì các hội thánh nhỏ quốc gia đấy càng được lành lở, càng được sản sinh. Từ miền Nam bắt đầu nó đi ra khắp nơi, ở đến miền Trung và đến miền Bắc. Nhưng cái thời kỳ đó, cái thời kỳ có rất nhiều sự trả giá, có những người mà anh chị em biết họ phải trả giá cái bí tù. Đấy là lịch sử, chúng ta không thể chối cãi. Có những người bị bắt bớ đạo, bị tịch thu đất đai, có những nhà thờ mất hết đất, và rất nhiều sự vu cáo. Và tất cả các hội thánh tư gia đều được coi là tà giáo, đều bị coi là bất hợp pháp. Rồi cái sự quyết liệt về đức tin của các tín đồ ở những cái hội thánh đấy, hội thánh tư gia mới được hình thành, họ đầy nhiệt huyết, đầy sức sống và không có gì có thể dập tắt được họ. Và chính vì vậy là từ đó hội thánh đã càng lan ra khắp nơi. Và khi lan ra khắp nơi thì đến cái giai đoạn này là bước sang cái giai đoạn khác này.
đó là khi bước sang một cái giai đoạn mới thì lúc đấy chính quyền không thể dập tắt được các hội thánh tư gia, và họ không có một cách nào khác là phải thừa nhận hội thánh tư gia đang tồn tại. Và cho đến khi luật tôn giáo được hình thành lần đầu tiên ở trên đất nước Việt Nam thì cái việc nhóm họp của các hội thánh tư gia lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết so với lịch sử của hội thánh Việt Nam. Nhưng chúng ta có nhìn được điều gì sẽ xảy ra sau cái giai đoạn này không? Chúng ta có biết rằng là Chúa đang làm gì ở trong cái giai đoạn này, và sau cái giai đoạn này là Chúa sẽ làm gì? Tại sao tôi chia sẻ cho anh em những cái điều đã xảy ra trong lịch sử như vậy? Để cho chúng ta hiểu một điều rằng Chúa luôn luôn vận hành. Ngài không ngồi một chỗ. Anh chị em nhớ một điều này: Chúa không ngồi một chỗ, Chúa không ngủ gật, Chúa luôn luôn vận hành. Trong sách Giăng thì Chúa Giêsu nói sự vận hành của Đức Thánh Linh như gì? Như gió. Như gió. Anh chị em có nhớ không? Chúa Giêsu nói với Nicodem rằng người nào sinh bởi Đức Thánh Linh thì cũng như vậy. Như vậy là gì? Người không biết gió đến từ đâu và người cũng không biết gió đi đâu. Người nào sinh bởi Đức Thánh Linh thì cũng như vậy. Điều này có nghĩa rằng là Chúa đang khai mở cho những người nghe hiểu một cái điều rằng là khi chúng ta muốn bước đi cùng với Chúa, chúng ta phải vô cùng là nhạy bén và sẵn sàng thay đổi. Anh chị em có nhìn thấy gió không? Nhưng khi gió đến, anh chị em có biết không? Tại sao chúng ta biết? Bởi vì nó tác động trên cơ thể của mình. Chúng ta có nhìn thấy Thánh Linh không? Nhưng khi Thánh Linh đến chúng ta sẽ biết, bởi vì Thánh Linh sẽ tác động. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ hai đấy, khi Đức Thánh Linh đến, họ không nhìn thấy Đức Thánh Linh đến, nhưng họ thấy sự tác động của Đức Thánh Linh. Đó là gì? Như lưỡi bằng lửa hiện ra và đậu trên mỗi người trong số họ, và họ nói tiếng lạ, họ nói tiên tri. Đó, anh chị em thấy không? Chúng ta không nhìn thấy gió, nhưng mà khi gió đến mình biết. Chúng ta có biết gió đến từ đâu không? Chúa Giêsu nói người không biết gió đến từ đâu và người không biết gió đi đâu. Sau khi gió tác động lên mình thì gió nó đi vào hướng nào mình có biết không? Và khi nào nó đến mình có biết không? Chúng ta có biết khi nào Thánh Linh đến không? Người nào mà nhạy bén với Chúa thì có thể sẽ nhận biết được phần nào đó trong sự vận hành của Thánh Linh. Tuy nhiên là phần lớn chúng ta đều không có thể nhận biết được cái sự vận hành đó của Chúa. Và điều đó có nghĩa rằng là chúng ta cần phải rất là trong cái tư thế của người rất là để ý, để tâm và rất là có một cái tâm thế của một người biết lắng nghe, thì chúng ta mới biết được cái sự vận hành của Chúa. Cái vấn đề là khi cái luồng sinh khí mới của Chúa đến ấy, thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là anh chị em có thích nghi được không? Tôi nói ví dụ như bây giờ đi, sau cái giai đoạn này là một cái giai đoạn bắt bớ, mà thực ra Kinh Thánh đã nói tiên tri trước với chúng ta rồi nhé, sẽ có một thời kỳ bắt bớ toàn cầu. Khi chính phủ toàn cầu được hình thành, Antichrist hiện ra, kẻ chống Chúa hiện ra, thì lúc đấy nó sẽ khống chế toàn thể thế giới này, và những người con cái của Chúa, những người có đức tin thật là những người sẽ đối diện với sự bắt bớ rất lớn. Thế thì bây giờ tôi hỏi anh chị em, nếu như sự bắt bớ nó xảy ra, chúng ta có thích nghi được không? Tôi nói một cái rất đơn giản thôi. Ví dụ như vừa rồi Chúa thử thách Hội Thánh bằng việc cho phép Covid đến. Chúa cho phép Covid đến, nhiều người không thích nghi được. Thích nghi được là cái nào? Khi mà Covid đến là nhiều người bỏ nhóm, nhóm online không nhóm. Và có những người suy nghĩ rằng là nói với mục sư rằng là bao giờ nhóm mà trực tiếp thì tôi nhóm với nhóm online đâu. Nhưng mà nếu như cái tình trạng Covid nó kéo dài hơn nữa thì sao?
không thể nhắm trực tiếp lên cái xác, mình không thích nghi được. Quý vị biết không ạ? Tất cả mọi việc tôi làm tôi đều có phải hỏi Chúa trước, từ những việc cá nhân đến việc liên quan hôm nay. Trước khi tôi quyết định là phát các cái buổi nhóm trên Facebook thì tôi hỏi Chúa là có nên phát trên Facebook hay không? Và tôi cảm nhận trên cái sự gật đầu từ người Chúa. Anh chị em biết là phát trên Facebook từ thời điểm nào? Từ thời điểm chúng ta xong với nhà nguyện của mình. Và sau đó một thời gian thì Covid đến. Như vậy là, và có nhóm cả trên các cái nhóm tế bào nữa. Như vậy là mọi người đã quen dần với cái việc nhóm online rồi. Cho nên khi mà Covid đến thì thấy bình thường. Và rất nhiều hội thánh khi mà Covid đến hoàn toàn tê liệt. Hoàn toàn tê liệt luôn. Không làm được cái gì hết. Mục sư cũng cảm thấy bị tê liệt, tín đồ cũng bị tê liệt. Rất nhiều người không biết sử dụng mạng Internet, không biết vào như nào. Có nhiều người không có điện thoại thông minh. Hoàn toàn bị tê liệt. Cho nên chúng ta hoàn toàn bị động. Chúng ta không tranh cãi cái việc là Covid có phải do Chúa đem đến hay không đem đến. Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn một điều rằng Chúa cho phép nó đến. Và khi Chúa cho phép những cái điều thiên lý đó xảy đến thì đấy cũng là một cái sự vận hành của Chúa. Ma quỷ nó cũng vận hành đem lại sự hủy diệt, thì Chúa cũng vận hành để đem lại cái sự thanh tẩy. Thì chúng ta có thích nghi được hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu như có một cái sự bắt bớ khác mạnh mẽ hơn nữa sẽ xảy đến? Anh chị em có thích nghi được không? Chúng ta thấy nhé, Joseph có những cái giai đoạn trong cuộc đời. Cái giai đoạn sống ở dưới nhà, mái nhà của bố mẹ đấy thì là rất là tốt. Được gọi là con cưng mà. Mặc cho áo điều đẹp nhất này, được đồ ăn ngon nhất này, được phần gấp đôi so với các anh của mình này. Nhưng có một cái giai đoạn, đó là đến thời điểm Chúa cần phải đẩy Joseph đến những cái chỗ để hoàn thành cái khải tượng lớn lao của Chúa trên cuộc đời Joseph, đó là cứu cả gia tộc của mình ra khỏi nạn đói và đồng thời để hình thành nên dân tộc Israel sinh sống ở tại đất nước Ai Cập một cách hợp pháp. Làm thế nào để mình có thể sống ở một quốc gia ngoại bang một cách hợp pháp? Chúa lên chương trình cho điều đó và Chúa cần đẩy cuộc đời của Joseph để hoàn thành cái chương trình đó. Và để được đẩy hoàn thành, để hoàn thành cái chương trình đó thì Chúa phải cho Joseph gặp hoạn nạn. Nhưng mà khi gặp hoạn nạn như vậy thì Joseph có nói rằng đấy là do ma quỷ không? Tất nhiên là bàn tay của ma quỷ luôn luôn tìm cách hãm hại chúng ta. Nhưng mà trong cái hoạn nạn đó thì Joseph làm sao? Đức Chúa, các anh toàn hại tôi nhưng Chúa lại làm toàn làm điều ích cho tôi. Chúng ta thấy không ạ? Cái nhìn của Joseph đó rất tích cực. Bàn tay của ma quỷ luôn luôn hãm hại chúng ta ngày đêm, điều đó là sự thật. Nhưng ngay cả khi bàn tay ma quỷ hãm hại chúng ta thì Chúa vẫn đang hành động cơ mà. Joseph nói rằng các anh toàn hại tôi nhưng mà Chúa lại ban làm điều ích cho tôi. Và trong cái khi mà Joseph bị vu oan này về cái tội hiếp dâm này, rồi bị bỏ tù này, thì anh chị em thấy rằng là đấy là một cái giai đoạn mới trong cuộc đời Joseph. Và Joseph có thích nghi được không? Khả năng thích nghi của Joseph rất nhanh. Ở trong nhà của bố mẹ thích nghi được, khi ở trong nhà Phô-ti-pha cũng thích nghi được, khi bị vào tù cũng thích nghi được, và khi trở nên tể tướng của Ai Cập cũng thích nghi được. Thế cái vấn đề là nếu như chúng ta không có khả năng thích nghi đối với sự dịch chuyển của Chúa trong từng giai đoạn, chúng ta sẽ bị bỏ lại. Bị bỏ lại đây không phải là cái cụm từ để nói là mình không được lên tiếng đàng, là bị bỏ lại đằng sau, không vận hành được với sự vận hành đó của Chúa. Đó là lý do tại sao mỗi một chúng ta cần phải dành nhiều thời gian để lắng nghe tiếng Chúa xem ngày mai Chúa muốn con làm gì, chứ không phải ngày mai con sẽ làm gì cho Chúa. Bởi vì chúng ta học tập để vận hành cùng với Chúa mà. Chúa muốn con làm gì chứ không phải là con sẽ làm gì cho Chúa. Nếu như Chúa muốn chúng ta làm gì mà mình nắm bắt được ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là mình sẽ bắt đầu có rất nhiều sự dịch chuyển
sẽ có rất là nhiều sự dịch chuyển trong đời sống tâm linh. Có nhiều người tin Chúa lâu năm nhưng đời sống tâm linh không có sự dịch chuyển trong mức độ tiến lên, bởi vì chúng ta bị mắc kẹt bởi tư duy của quá khứ và những tư duy cũ mà mình vẫn đang nắm giữ. Chúng ta muốn có thể dịch chuyển vận hành của với Chúa thì chúng ta phải có khả năng để thay đổi và thích nghi. Khi mình không có khả năng để thay đổi và thích nghi thì chắc chắn chúng ta sẽ bị vào lại sau. Trong những khoảng thời gian gần đây, tính từ năm ngoái cho đến bây giờ, thì Chúa nói với tôi một điều như sau mà tôi phải nói lại với anh. Đó là đừng in chí về bất cứ một điều gì, trong đó có cả chỗ ở của chị em. Đừng nghĩ rằng cả đời mình sẽ sống ở đây, vì ngày mai chúng có thể bảo đưa anh chị em đến một nơi khác. Tôi đã phải ăn năn với Chúa và học một cái bài học đắt giá này về cái điều mình muốn và cái điều chưa muốn. Năm 2008, khi tôi rời công việc ở Malaysia về Việt Nam, thì trong đầu của tôi có một cái suy nghĩ và một cái quyết tâm như này, đó là tôi sẽ đi du học. Nếu như không du học thì tôi sẽ không sống ở Hải Phòng mà tôi sẽ phải đến Hà Nội để sinh sống. Và tôi có lý luận riêng cho cái suy nghĩ đấy của mình. Cái lý luận đó là nếu muốn phát triển thì cái mảnh đất ở thủ đô đấy là cái mảnh đất tốt để phát triển, nhưng không phải là cái của Chúa, không phải là cái của Chúa. 2 năm sau tôi mới biết đấy không phải là cái của Chúa. Trong vòng 2 năm đó tôi lãng phí cả 2 năm đấy, vì trong đầu của tôi suy nghĩ một điều mà tôi bị in chí bởi nó, in chí bởi những cái mong muốn của mình. Mình mong muốn, tất cả mong muốn mình là đều tốt đẹp hết, không phải là nó mong muốn sai trái, nhưng không phải là ý muốn của Chúa. Anh chị em có biết rằng là rất nhiều mong muốn của chúng ta, rất nhiều việc làm của chúng ta không vi phạm đạo đức, không vi phạm kinh thánh, nhưng lại không nằm trong ý muốn của Chúa. Không đi ngược kinh thánh, không đi ngược đạo đức, không đi ngược pháp luật, không đi ngược xã hội, nhưng lại không nằm trong ý muốn của Chúa. Tôi nói vui cho quý vị. Ngày xưa khi tôi chưa lấy vợ, tôi có một số quyết định như sau. Nếu có lấy vợ Hải Phòng sẽ không lấy vợ vượt quá mấy chiếc cầu. Vì tôi cứ nghĩ cái cảnh đi xa, tôi sợ đi xa. Quý vị thấy mà kết quả là tôi lấy vợ ở đâu? Ở xa Kim Phủ thôi. Và đôi khi thì cuộc đời của mình ấy, nó bị mất thời gian đi lang thang bởi những cái suy nghĩ không ngược kinh thánh, không ngược đạo đức, không ngược pháp luật, nhưng chỉ có một điều là không phải ý Chúa. Và chính vì nó không ngược kinh thánh, không ngược đạo đức, không ngược pháp luật, không ngược lương tâm, cho nên mình mới bị lừa. Đó là những cái tinh vi của ma quỷ. Đó là những tinh vi của ma quỷ. Mà mình vì không nhận biết được cái dòng chảy, không nhận biết được cái luồng gió của Thánh Linh khi Ngài đến, khi Ngài đi, cho nên mình bị mắc kẹt vào những suy nghĩ như vậy. Ngày trước tôi cũng đi khắp nơi để phục vụ Chúa, đi truyền giáo, đi gây dựng hội thánh khắp nơi. Nhưng mà tôi không bao giờ có ý định đi sẽ đi mở hội thánh như thế nào. Nhưng tôi suy nghĩ một điều, công việc quá nhiều, không muốn đem thêm gánh nặng vào người. Đi xa xa ngoài phạm vi Hải Phòng mà tôi không định.
ai có tin Chúa thì gửi vào hội thánh nào đó. Vì mình không thích, mình thích kiểu của mình. Anh chị em thấy không? Nhưng đến thời điểm khi mà Chúa vận hành, mình không nắm bắt được cái sự vận hành đấy của Chúa, thì Chúa sẽ dùng cái sức mạnh để đẩy mình ra, giống như là Joseph, để hoàn thành cái sự kêu gọi của Chúa. Joseph đâu có nghĩ rằng mình sẽ sống ở Ai Cập. Joseph không thể nghĩ được điều đấy. Joseph đâu có nghĩ mình sẽ bị đi tù. Joseph đâu có nghĩ mình bị một cái nỗi sỉ nhục là bị vu oan cho việc hiếp dâm đâu. Cho nên mỗi một chúng ta muốn vận hành cùng với Chúa, tâm trí của chúng ta đừng bị mắc kẹt bởi những gì mình đang muốn. Nếu anh chị em sinh ra là người Hải Phòng thì có thể một lúc ở đó Chúa đưa anh chị em lên miền núi, có thể một lúc ở đó Chúa đưa anh chị em ra hải đảo. Và đừng nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ sống ở hải đảo. Tôi có những cái yếu đuối của xác thịt tôi, và khi tôi đi nhiều nơi tôi cũng sẽ thực sự đi có những nơi tôi nói cho một tấn vàng đến đấy để mà sống rồi mình cũng không đến. Mình quen sống ở trong thành phố rồi, chịu không nổi rồi. Cho một tấn vàng đến một cái nơi như thế để mà chỉ mà sống mà hưởng thụ đi, chắc là mình sống một tháng mình chịu không nổi. Mình sẽ trả lại vàng, nhà, cửa, đất đai cho người ta để mình về cái chỗ mà mình cảm thấy thoải mái. Nhưng đấy là cái xác định, tiếng nói của xác định. Tiếng nói của Thánh Linh đó sẽ là ngày bảo con đi đâu, con đi đấy. Ngày nay con đang ở đây, nhưng ngày mai chú bảo con đi chỗ kia, con sẵn sàng đi. Con đang ở đây, nhưng con đang làm việc này, nhưng ngày mai chú bảo con làm việc khác, con sẵn sàng. Nếu anh chị em không học được cái tinh thần của việc lệ thuộc vào Thánh Linh, nhạy bén với Thánh Linh, thì anh chị em sẽ mắc kẹt lại với cái mình đang có ngày nay. Rất nhiều bố mẹ sinh con ra chỉ muốn con cái quanh quẩn bên mình để chăm sóc mình khi về già. Tất cả những cái điều đấy nó không sai, nhưng nó có thể hạn chế cái chương trình của Chúa cho đứa con đó. Cho nên trong Chúa chúng ta hiểu rằng chúng ta nuôi con cho Chúa chứ không phải nuôi con cho mình. Ở người ngoại đạo người ta nuôi con cho họ, nhưng chúng ta nuôi con cho Chúa. Con cái là cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va ban cho, chúng ta quản lý, chúng ta không sở hữu. Cũng giống như tiền của ấy, chúng ta quản lý tiền của Chúa giao, chúng ta không sở hữu tiền của Chúa giao. Điều đấy có nghĩa là Ngài là đứng ban cho và Ngài hoàn toàn có quyền quyết định tất cả mọi việc. Cho nên anh chị em đừng yên chí, nếu chúng ta muốn vận hành cùng với Chúa, đừng yên chí, đừng cứ nghĩ là nó phải thế này, nó phải thế kia, anh chị em sẽ bị bỏ lại, sẽ bị mắc kẹt đằng sau. Rất nhiều người sau thời kỳ chiến tranh trốn đi ra nước ngoài để tìm một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, tự do hơn, giàu có hơn. Rồi nhiều người bị từ chối quyền được chấp nhận là một tị nạn và phải trả về Việt Nam. Và nhiều người đã không thích nghi được hoặc tự tử. Thế biết không? Có những người sau khi ngày đấy chúng tôi dùng cái từ là ăn cánh gà, ăn một cánh gà thì vẫn còn hy vọng. Tức là sau lần phỏng vấn đầu tiên mà trượt thì là ăn một cánh gà. Trượt lần thứ hai là ăn hai cánh gà. Ăn mấy cánh gà là thôi ạ. Ăn hai cánh gà là bye bye, là không bao giờ có cơ hội nữa. Có những người sau khi bị từ chối gọi là ăn hai cánh gà đó là thắt cổ từ từ. Họ không thích nghi được. Họ không thích nghi được. Nhưng mà thế tôi lúc đó là còn bé, cho nên là cái việc đấy nó rất dễ đối với mình. Mình dễ hơn so với những người lớn tuổi. Rất nhiều người trưởng thành họ không thích nghi được cái sự thay đổi đấy, vì họ, tâm trí của họ là đã thoát ra khỏi Việt Nam để đi nước khác thì kiểu gì mình cũng phải định cư ở nước ngoài. Cho nên là khi cái sự thay đổi nó không theo mong muốn là họ không thích nghi được. Nhưng anh chị em có biết không,
Đấy là ước vọng của mình. Chúa thì suy nghĩ một cách khác. Chúa đưa nhiều người đến Hồng Kông, đến Malai, đến Philippines tị nạn để họ được biết Chúa, và sau khi biết Chúa đưa họ trở lại Việt Nam. Từ đó rất nhiều hội thánh được thiết lập ở tại miền Bắc là nhờ những người đi tị nạn về. Còn những người đấy trước khi đi thì họ không nghĩ đi tìm Chúa, họ chỉ nghĩ đi tìm một đất nước giàu có. Họ đi tìm vàng thôi, họ đi tìm tự do hơn thôi, chứ họ không nghĩ đi tìm Chúa. Mà khi trở về Việt Nam rồi, có người thích nghi được, có người thích nghi, có người tin Chúa ở bên đấy về vẫn tiếp tục đứng, có những người thì rời bỏ đức tin. Vì ở bên trại tị nạn á, thì mọi người đều gần nhau lắm, ra vào là động chạm mặt nhau, mà đến giờ sinh hoạt tất cả mọi cái đều rất là thoải mái và không ai bắt bớ, không ai gây khó khăn gì cả. Về đến đây môi trường hoàn toàn thay đổi. Có những người bảo không thể nào mà đi nhà thờ được, đến đây thậm chí đến 1 tháng 2 tháng mà không ai biết mình là ai, không ai hỏi mình một câu, mà người ta cảm thấy bị bỏ rơi, người ta cũng không đi nhà thờ nữa. Chưa nói đến sự bắt bớ từ gia đình, từ chính quyền trong cái giai đoạn đó. Rất nhiều người đã tin Chúa, những người đã giữ, thậm chí giữ chức vụ trong hội thánh về Việt Nam, họ bỏ đức tin, bởi vì họ không có khả năng để thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Chúng ta muốn có thể vận hành được cùng với Thánh Linh thì cái khả năng thích nghi của chúng ta phải rất cao, anh chị em ạ. Buổi sáng hôm nay tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều là chúng ta phải học tập để thích nghi với sự vận hành của Chúa. Học tập thích nghi với sự vận hành mới của Chúa. Học tập thích nghi với sự vận hành mới của Chúa. Khi chúng ta vận hành, thích nghi được với sự vận hành mới của Chúa, chúng ta sẽ thấy đời sống tâm linh của mình sẽ kinh nghiệm được sự đột phá và mạnh mẽ. Có những người chỉ thích hát những cái bài thánh ca mà họ thích hơn, hát nghe những cái bài thánh ca mà hoàn toàn mới, họ không hát được, họ không thích, họ không hòa nhịp được, họ không hòa nhịp được cái điều đó. Và khi mình không hòa nhịp được thì tự nhiên tâm linh của mình sẽ bị ngược lại, nó sẽ cản trở. Nên có những người khi mà hát tiếng Việt thì họ hòa được, nhưng mà khi hát tiếng Anh hoặc là khi hát tiếng lạ họ không hòa được, họ cảm thấy có một cái gì nó cản trở luôn cái sự dòng chảy ở trong tâm linh của mình, không thích nghi được. Tôi chia sẻ một vài lần ở trong hội thánh. Hôm lần kia tôi ở Malaysia, tôi giảng cho một cái buổi nhóm gồm nhiều người từ các hội thánh khác nhau đến. Và khi họ đang hát thì trong tâm linh tôi, dường như tôi thấy Thánh Linh của Chúa muốn họ dừng lại và phải thay đổi bài hát. Và tôi nói với ban nhạc là người hướng dẫn thật vực, xin vui lòng dừng lại và không hát bất cứ một bài nào mà mọi người biết. Anh hát cái gì cũng được, anh không hát bất cứ một bài nào mà mọi người biết. Vì khi chúng ta hát nhiều, chúng ta bị hát nhiều bài gì là chúng ta bị mắc kẹt bởi cái âm điệu, cái ngôn từ của lời đấy, đến nỗi là não bộ mình nó trở thành cái thói quen, mình không suy nghĩ tới nó nữa. Và sau đó thì là cái người hướng dẫn chương trình hát bài hát mới. Khi mà hát bài hát mới xong, Thánh Linh của Chúa chỉ để tôi cầu nguyện cho một cái cô áo hồng. Tôi ra, tôi đặt tay, Chúa nói là đặt tay lên bụng cô. Lần đầu tiên tôi gặp, cô ấy bị mất huyết và bị u, và sau tôi biết còn bị ung thư. Và cô đã được lành sau đó, được chữa lành. Chúng ta không bị chi phối bởi những cái, ví dụ như có những người bị mắc kẹt bởi như này. Buổi thờ phượng á, phải có đủ piano này, guitar, trống này, người ta mới cảm thấy dễ tuôn chảy. Chứ còn cái buổi thờ phượng mà không có một cái nhạc cụ gì, người ta không thể nào mà tuôn chảy được. Đó cũng là một sự mắc kẹt.
Khi chúng ta bị mắc kẹt bởi bất cứ một hình thức tôn giáo nào, chúng ta không bao giờ có thể vận hành được cùng với Thánh Linh. Không bao giờ có thể vận hành được cùng với dòng chảy của Chúa, chúng anh chị em. Tôi học tập với Chúa một điều này: lắng nghe tiếng Chúa trong từng chi tiết. Lắng nghe tiếng Chúa trong từng chi tiết. Có khi Chúa bảo dừng, dừng. Có khi Chúa bảo tiếp tục, dừng, tiếp tục. Có những người đến buổi nhóm để chờ nhờ cầu nguyện chữa lành, và mình cũng đã thông báo là hôm nay sẽ cầu nguyện chữa lành. Nhưng mà đến cái giờ đấy thì tự nhiên mình không cảm nhận Thánh Linh của Chúa đến để cầu nguyện chữa lành cho bất cứ ai. Trước giờ mình thông báo là sẽ có thời gian cầu nguyện chữa lành, tất cả mọi người mong được chữa lành. Thế đến giờ cầu nguyện thì mục sư thông báo là không cầu nguyện chữa lành cho ai. Tại sao? Bởi vì gió chưa thổi đến. Khi gió chưa thổi đến mà mình hành động đó, thì có thể tay mình đưa ra mà không ai được bắt. Anh chị em có hiểu điều đấy không? Và khi tôi cầu nguyện, tôi hay nói tiên tri cho mọi người. Và không có người mà cũng sự đặt tay cầu nguyện nói tiên tri cho tôi. Cũng có khi tôi đặt tay thì cái lời của Chúa đến một cách rất nhẹ nhàng. Cũng có khi lời Chúa chưa đến mà tôi cố tình thì tôi không thể nào nói ra được điều gì. Khi cái luồng gió của Chúa đến thì anh chị em có thích nghi được với cái luồng gió và sự thay đổi đấy không? Tôi nói lại, nếu như đầu của chúng ta chỉ suy nghĩ rằng mình, cái món mà mình mà cảm thấy thích nhất thì mình chỉ ăn món đấy thôi, thì chúng ta đi sang vùng khác chúng ta không thể nào thích nghi được. Tôi đi sang Israel, tôi học ăn cái món mà quý vị biết không? Đối với người châu Á của chúng ta thì nó là những cái món ăn mà gọi là kinh khủng nhất trên cuộc đời, mà người ta ăn rất ngon. Cái gì nó chua mà nó chua cái kiểu vị chua lạ lắm. Rồi đi sang Ấn Độ, lần đầu tiên tôi sang Malaysia, tôi nhìn thấy người ta dùng tay để bốc ăn, mắt tôi tròn tròn lên, tôi không thể nào đút đồ ăn vào miệng được, vì bởi vì từ bé là mình chưa bao giờ nhìn thấy được điều đấy. Và đối với mình, cái hành động mà cầm tay đút cơm vào miệng trông rất là kinh tởm, và mình chưa thích nghi được, nhưng rồi mình sẽ phải thích nghi. Khi lần đầu tiên tôi đến Ấn Độ cũng thế, nhìn thấy người ta rồi người ta ăn những cái món nó lạ lắm, không thể nào mà thích nghi được đối với cái thân thể của mình. Nhưng tất cả những cái điều đó để dạy Chúa dạy cho mình một điều là nếu như mình không có thể thích nghi thì mình không thể đi vào trong văn hóa của họ, đi vào trong văn hóa của họ. Mình không ăn được cái món chua chua của người Ấn Độ với người Trung Đông thì không bao giờ mình ngồi cùng bàn với người Trung Đông được. Mình bảo đến đây bảo cho tôi ăn cơm, đến đây bảo cho tôi ăn canh rau ngót, đến đây bảo cho tôi ăn canh cua nấu với mùng tơi với cả rau đay. Dạ, xin lỗi là đất nước của tôi chưa bao giờ nghe cái từ đấy. Nếu như mình không thích nghi được với sự vận hành của Đức Thánh Linh ấy, thì mình không bao giờ có thể sự thay đổi, sự dịch chuyển Thánh Linh, thì mình không thể bước vào và hành động đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh được, anh chị em ạ. Và đây là cái giai đoạn mà hội thánh của Chúa cần phải học tập để thích nghi một cách nhanh chóng. Anh chị em nhớ được này, thích nghi một cách nhanh chóng với sự vận hành của Đức Thánh Linh. Ngày hôm nay chúng ta như này, trong ngày mai Chúa có thể chỉ chúng ta. Anh chị em phải sẵn sàng để thích nghi. Ngày nay chúng ta quen ngồi phòng máy lạnh như này, nó là ngồi quen với tất cả, nhưng mà ngày mai mà chúng ta phải ngồi trên rừng để nó cũng phải thích nghi rồi đấy. Học tập thích nghi. Thích nghi thì chúng ta mới có thể hòa nhịp được với sự vận hành của Đức Thánh Linh. Chúng ta cùng chúng ta cùng.
quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.